Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Tiến Thợ Xây. Hôm nay mình có vào đây chơi uống rượu, mình thấy ngôi nhà đẹp quá, mình sẽ quay lại cho mọi người cùng tham khảo nhé. Ngôi nhà cấp 4 nông thôn, mái Nhật, có diện tích khoảng 120m2. Đây, đây là hệ thống tường rào cổng mọi người này. Từ ngoài đường nhìn vào nhà này, rất đẹp, đất rất rộng, cho nên cái sân khu vực nó rất đẹp. Đây là trụ cổng này, họ ốp ở gạch 60m2. Nhìn rất đẹp, ngôi nhà rất đẹp mọi người ạ, sân rất rộng luôn này, đám cưới nhảy xích các bạn, tẹt kẹt bô luôn mọi người ạ. Đây là toàn cảnh ngôi nhà đây mọi người, nhìn từ xa đây, từ ngoài cổng vào đây, ngôi cổng vào nhìn rất đẹp luôn đấy, những đường nét của nó đây, một sảnh chính đây. Ngôi nhà sơn màu ghi màu trắng, trắng sứ, quên nhầm màu trắng sứ, nhưng mà những cái điểm nhấn là màu xanh rất đẹp mọi người nhé. Đây là mặt bên ngôi nhà này, bên ngôi nhà tất cả những cái le mái Nhật kia là họ đổ ra 50 phân, và tất cả những gậm có những cái đèn âm trần buổi tối bật lên đẹp lung linh mọi người ạ. Đây là hệ thống cột kèo, những đường chỉ của ngôi nhà này tạo nên ngôi nhà rất đẹp, tạo những điểm nhấn ngôi nhà rất đẹp luôn mọi người. Đấy, sảnh thì họ vẽ chân mây này. Sân rất rộng luôn, rộng mênh mông, nhìn là cổng, nhìn hoành tráng thật. Đất rộng sướng thật mọi người ạ, xây nhà cũng đẹp. Chỉ sợ không có tiền xây đâu, nhưng ngôi nhà này vừa tầm tiền của một gia đình nông thôn luôn mọi người nhé. Nó còn 120m2. Đây, nhìn từ xa xa mặt tiền ngôi nhà mọi người này. Đây, nhìn từ ngoài vào này, một sảnh chính này, ngôi nhà hình chữ L mọi người ạ. Hệ thống tường rào, sân cổng rất đẹp luôn, rộng rãi mênh mông. Đấy, sảnh là 3 bậc đi lên mọi người ạ, 3 bậc này chờ làm đá này, thợ đá chưa vào làm mọi người ạ. Cái nền sảnh này lát gạch màu đen này, xanh xanh đen đen, giả đá. Trên trần thì vẽ trần mây. Đấy, những đường nhát cửa chính là hệ cửa nhôm kính hết mọi người nhá, chịu lực. Đây là hệ thống cột sảnh này, đầu qua thì cột này, rất lực mọi người ạ, cột khoảng độ 35 35. Đấy, đây là đi vào phòng khách này, bên tay phải này là cái kệ tivi để tivi luôn mọi người nhá, còn thẳng đi thẳng vào là phòng thờ. Trước kia có một bức tranh này, giữa phòng ngủ và phòng thờ này, cái tường này. Đây là phòng khách, kia bàn ghế này, anh em uống rượu nói chuyện rất rôm rả này. Chỗ phòng khách này có hai cửa sổ lấy sáng, nhìn rất thoáng đãng mọi người nhé. Mấy anh em đang nói chuyện vui. Hệ thống nền này lát gạch màu trắng sáng hết mọi người ạ, nhìn rất đẹp, tôn ngôi nhà rất sáng sủa, rất đẹp. Hệ thống chân tường cái nó ốp chìm hết. Bên này là phòng ngủ số 1 này, mình sẽ không tiện mở cửa, mình chỉ mở hé này vậy thôi. Có diện tích khoảng độ 12 13 m2 phòng ngủ này mọi người ạ. Cái hệ thống trần này, trần là phòng khách này, chiếu trần vuông này, phào chỉ, vẽ trần mây hết mọi người nhá. Đây có một quạt trần đèn, cộng với đèn chùm luôn mọi người ạ. Đấy, bàn ghế kia ở góc này, nhìn cũng rất hợp lý. Kia là đi vào cạnh bên kia là kệ tivi luôn, nhìn nền bóng loáng sướng không, sạch sẽ luôn. Chỗ phòng thờ này có che một tấm rèm. Cái nền ngăn phòng thờ là lát một đường gạch màu đen để phân cái phòng ra mọi người ạ. Phúc lộc thọ. Hành lang này rộng khoảng 1m3 này. Bên đây là cái cửa phòng ngủ số 2 mọi người này. Mình không tiện mở, mình chỉ tận động lên. Đấy. Còn bên đây phòng ngủ số 3 này. Mỗi phòng ngủ diện tích khoảng 12 13m2 hết mọi người nhé. Đấy, đây là anh chủ nhà này. Ăn khoe có mồi uống rượu đây. Còn dưới này là khu vực cửa phòng ăn, bếp này. Bếp phòng ăn tất đây mọi người ạ. Vừa mới lát nền lăn sơn sạch sẽ hết rồi, bếp ga tất ở dưới này luôn. Đấy. Còn phía ngoài sân này là ngoài đằng trái này là có một cái lán để nghỉ trưa này, có bóng cây dâm, có một cái giường đây. Vệ sinh nhà tắm thì ở phía đằng kia. Mình không tiện quay, đang mưa. Mình sẽ quay lại ngôi nhà cho mọi người xem. Đấy. Nhìn sáng sủa sạch sẽ luôn mọi người ạ. Mèo 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 rửa mặt cho mèo.
Đấy, phòng ngủ số 3 đây. Toàn bộ hệ thống cửa là nhôm kính hết mọi người, nhôm kính chịu lực hết. Phòng ngủ số 2 này. Phòng thờ, phòng khách đây, rất rộng rãi này mọi người này. Đấy. Cảm ơn mọi người xem video nhá. Nếu xem video thấy hay thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ mình nhá. Ngôi nhà rất phù hợp với mọi người đấy. Ai mà có nhu cầu thì nên tham khảo ạ.